Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 524, Xích Mẫu Hàng Lâm. Chư vị đang nghe truyện dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Bầu trời của tiên cấm bị một mảnh đỏ thẫm bao phủ, thoạt nhìn toàn bộ màn trời đều hóa thành huyết sắc, tràn ngập các vết nứt dày đặc. Dưới sự hỗ trợ của màn đỏ này, những vết nứt có màu sắc càng thêm đậm hơn, và nhìn kỹ hơn có thể thấy rằng chúng dường như không được hình thành tự nhiên, giống như ai đó bố trí ra thì hơn. Hình dáng của nó giống như một phù văn khuếch tán trên bầu trời, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ làm cho tâm thần của người ta dâng lên sự khó chịu. Bị gợi lên sợ hãi làm tâm tình dao động, không cách nào khống chế, dường như đây là hành vi bản năng của sinh mệnh. Cho nên tâm thần chấn động không chỉ là Hứa Thành và đội trưởng. Lúc này ở trong tiên cấm, khu vực an toàn được khai phá ra phương viên 2000 dặm, tất cả mọi tu sĩ đều là như vậy. Trong lòng của mỗi người đều nhấc lên gợn sóng thật lớn, bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Những tu sĩ này trong đại quân dùng nhóm người đợt thứ 2 cùng với đợt thứ 3 Hàng Lâm làm chủ. Về phần nhóm tu sĩ đầu tiên, đã có hơn phân nửa lựa chọn rời đi, lúc này đều thần sắc biến hóa. Mà ngọn nguồn khiến cho màn trời biến hóa nằm ở khu vực hạch tâm của tiên cấm. Chính trung tâm của hoàng cung huyền u cổ hoàng này, cũng chính là nơi hoàng cung chính điện. Hoàng cung đã từng vô cùng rộng lớn, hiện giờ bộ dáng đại biến, bị huyết nhục vô tận bao trùm, phồng lên một khối u thịt thật lớn. Nó bao bọc hoàng cung cùng với bốn phía quảng trường bên trong. Từ xa nhìn lại, cầu thịt này vô cùng to lớn, phạm vi ước chừng mấy vạn trượng, xung quanh lan tràn ra vô số mạch máu thô to, khuếch tán bát phương. Đồng thời cầu thịt này giống như trái tim vậy, còn đang chấn động. Những tiếng ầm ầm, mỗi một lần chấn động đều có tiếng vàng như thiên lôi quanh quẩn bốn phương. Dưới thanh âm này, hư vô vặn vẹo, tất cả trong một mảnh mông lung. Dị chất nồng đậm tới cực điểm đã không phải hóa thành sương mù, mà là hội tụ thành từng cái bóng quỷ dị lơ lửng ở trong tiên địa, bái lại hướng cầu thịt. Ở phía xa hơn, theo mạch máu ở trên mặt đất lan tràn, ở phía trên mặt đất cách xa 1000 dặm, nơi đó cũng có cảnh tượng tương tự xuất hiện, nhưng cũng không phải là cầu thịt, mà là một cái cây gai nhọn phóng lên trời. Cây gai nhọn sắc bén đen kịt, tựa như mũi đao, tàn ra từng trận khí thức ẩm lãnh. Nó sừng sững ở nơi đó, giống như một thanh thần binh tuyệt thế. Thần binh nơi này không phải chỉ có một, cũng ở ngoài 1000 dặm còn có một cây gai nữa giống như nó phóng lên trời, thậm chí cứ cách 1000 dặm còn có cây thứ 3, thứ 4. Nếu có thể đứng ở một vị trí chí cao nhìn xuống toàn bộ tiền cấm, cúi đầu nhìn, như vậy có thể thấy rõ ràng tổng cộng có 27 cây gai, lấy hoàng cung làm điểm khởi đầu, xuyên qua hướng tây. Dường như là một cự thú đang bị chôn ở dưới lòng đất hành cung. Gai lộ ra chính là vải giáp ở trên người của cụ thú. Nhưng lúc này, trên bầu trời chính giữa trái tim cự thú hoàng cung còn có một trận pháp hình bát giác, tựa như khảm nạm ở trên bầu trời, đang lóe ra hồng mang, ẩn chứa quy luật nhất định. Mỗi một lần lóe lên sẽ làm cho bầu trời đỏ thêm một phần. Chất liệu của trận này không biết ra sao, phạm vi khoảng 1000 trượng. So sánh với cự thú ở phía dưới thì ngoại trừ hồng quang ra cũng không có gì lạ. Nhưng đây là nguồn gốc của toàn bộ vết nứt trên bầu trời. Có thể nhìn thấy rất nhiều khe nứt, lấy đây làm trung tâm lan tràn ra toàn bộ bầu trời. Mà trong trận pháp hình bát giác, trong phạm vi 1000 trượng này, tổng cộng có 361 hắc bảo nhân. Trong đó có 360 hắc bảo nhân đang khoanh chân ngồi, trong miệng truyền ra từng trận chú ngữ phức tạp khó hiểu. Đây rõ ràng không phải là ngôn ngữ của nhân tộc. Mỗi một âm thanh đều mang tới vẻ quỷ dị. Thậm chí trong chú ngữ này, bọn họ thi thoảng đồng thời giơ tay lên, không có bất kỳ do dự, mà chỉnh tề vô cùng luôn vào cơ thể, mọc ra ngũ tạng của bản thân, nâng tay giơ lên cao, máu tươi rời vãi tựa như đang hiến tế vậy. Nhưng nội tạng kia đang nhanh chóng khô héo, giờ hóa thành một tia hắc khí dung nhập vào bên trong trung tâm trận pháp. Nơi đó là người thứ 361. Mặc dù cũng mặc hắc bào, nhưng bởi vì thân thể run rẩy kịch liệt, làm cho gương mặt ở dưới mũ bào lộ ra một vẻ dữ tợn, tràn ngập mạch máu màu đỏ, chính là Trương Tư Vận. Gã đang quỳ ở nơi đó, ngẩng đầu cao, hướng lên bầu trời, vẻ mặt thống khổ, mạch máu vặn vẹo ở trên mặt, mơ hồ muốn phác họa ra hình dáng của một vầng trăng tròn, còn có huyết lệ từ trong mắt chảy xuống. Mặt trái của gã đã mù, chỉ còn lại một lỗ thủng, nhưng lại có vô số tờ máu từ bên trong rải ra, dung nhập vào bốn phía trận pháp, lại bị trận pháp gia trì rồi tản ra ngoài. Dựa theo mạch lạc nhìn, vết nứt ở trên màn trời này rõ ràng chính là do trong mắt trái của Trương Tư Vận bị mù tán huyết ra. Theo chú ngữ quanh quần, mạch máu ở trên mặt nhu động càng ngày càng nhanh, đường viền của vầng hồng nguyệt cũng càng thêm rõ ràng. Đồng thời hắc khí hội tụ ở chỗ này cũng bị thân thể của gã hấp thu, hóa thành huyết sắc, trở thành chất dinh dưỡng, tăng tốc hình thành hồng nguyệt. Mà hai tay của gã cũng chậm rãi nâng lên, tới gần mặt, giống như hành động cuối cùng vậy. Sau khi mắt phải cũng mù, muốn che hai mắt của mình lại. Tạo hình này chính là bộ dáng của pho tượng năm đó Hứa Thành nhìn thấy ở trên mặt trăng. Lúc này, bốn phía của Trương Tư Vận, 360 hắc bảo nhân vang lên tiếng chú ngữ, mỗi người đều giơ tay đồng loạt móc gan giơ lên hiến tế. Cảnh tượng này máu tanh tức cực điểm, đồng thời quỷ dị đầy vẻ tà ác. Cùng lúc đó, Hứa Thành và đội trưởng cũng ở trong kinh hồn bạt vía tỉnh láo lại, nhanh chóng rời khỏi khu vực vừa mới dừng chân vừa rồi, không tiếp tục tìm kiếm ở nơi có thể thăm dò, mà là đang tìm chỗ có huyết nhục nồng đậm. Mặc dù nơi này khắp nơi đều là huyết nhục tím đỏ, nhưng vì an toàn, tự nhiên chỗ càng nhiều huyết nhục sẽ càng tốt. Cứ như vậy nửa canh giờ sau, trong cảm giác tim đập nhanh của Hứa Thành càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ nhìn thấy một mảnh phế tích sụp đổ. Phạm vi nơi này vốn rất lớn, nhưng hiện giờ đã bị rất nhiều huyết nhục bao phủ, tựa như một tòa nhục sơn vậy. Trong lúc mơ hồ, từ bên trong một ít tàn tích huyết nhục lộ ra dấu vết cổ xưa. "Tiểu sư đệ, chúng ta lựa chọn ở chỗ này là được rồi." Đội trưởng nhìn bốn phía thấp giọng mở miệng nói. Hứa Thành đang quan sát trái phải, sau khi gật đầu thì hai người đi vào khu vực huyết nhục này. Trên đường nhìn thấy tấm biển mục nát hơn phân nửa, có một chữ Đông. Đáy lòng của Hứa Thành suy đoán đối với nơi này. Đông Cung, nơi được thái tử ở đều được gọi là Đông Cung. Đội trưởng nhìn lướt qua lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc nơi này đã sụp đổ, lại bị xâm nhiễm nghiêm trọng, nếu không nhất định sẽ có bảo bối. Hứa Thành cũng có chút đáng tiếc. Bọn họ đi tới, thấy được rất nhiều cung điện. Đối với phú trạch thời đại huyền ú cổ hoàng năm đó rất có lòng tốt. Mà nơi này chỉ là khu đông của tiên cấm này mà thôi. So với toàn bộ khu đông mà nói, thì phạm vi thăm dò của bọn họ cũng chỉ là một khu vực rất nhỏ. Tiền cấm quá lớn, muốn chân chính thăm dò hoàn toàn nơi này thì cần rất nhiều nhân lực, và lại chỉ sợ thời gian cũng mất không chỉ mấy tháng. Cũng không biết là về sau còn có cơ hội tiến vào hay không. Đội trưởng cảm khái, hai người đi tìm một vòng, cuối cùng lựa chọn một thiên điện sụp đổ, thanh lý một phen, rồi đào ra một cái hang động ở trên huyết nhục. Huyết nhục của tiền cấm lúc nào cũng nhúc nhích, lỗ thủng vừa mới được đào ra thì vùng ven đã bắt đầu thu lại. Vì thế, Hứa Thành và đội trưởng không do dự, lập tức chui vào. Rất nhanh thân ảnh của bọn họ vừa mới vào bên trong huyết nhục, thì bộ phận ở bên ngoài đã dần dần khép lại. Hai người bọn họ ở bên trong huyết nhục còn đang đào xuống phía dưới, cho tới khi tới độ sâu nhất định, bị huyết nhục và dị chất nồng đậm bao bọc, thì bọn họ mới khoanh chân ngồi xuống. Cô không biết sư tôn tính toán lấy lợi ích như thế nào ở chỗ này. Hứa Thành nhìn bốn phía tối đen, lúc nhẹ giọng mở miệng, trong đầu hiện lên tiếng thở dài lúc trước khi dung hợp với quang âm bình, quanh quẩn ở trong đầu. Tiếng thở dài kia quanh quẩn trong đầu tựa như gợi lên một ít ký ức. "Tiểu Hoa Thanh, có muốn nhìn thần linh đại chiến không?" Đội trưởng cười tà, vất tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt. Con mắt này chớp chớp vài cái, nhất thời bên trong phản chiếu ra bầu trời huyết sắc. Ánh mắt của Hứa Thành nhìn chằm chằm. Ở bên ngoài ta đã đặt một con mắt, chính là để tận mắt nhìn thấy trận chiến thần linh này, nhưng mà cũng có một ít nguy cơ bại lộ, cho nên chúng ta chờ Hồng Nguyệt thức tỉnh, bận rộn thôn vệ thần linh nơi này, khi nhìn là có thể an toàn hơn nhiều. Đội trưởng đắc ý mở miệng, tay phải cầm lấy che khuất con mắt bên trong. "Chờ đi, tao đoán chừng cách Hồng Nguyệt thức tỉnh đã không còn xa nữa." Hứa Thành gật đầu, mang tấm mặt nạ ra người ẩn chứa lực lượng ẩn nấp. Lực lượng cấm độc trong cơ thể trào ra thức hải, bao phủ trên Tử Nguyệt Thiên Cung, còn có thiên đạo tăng cường, còn có quỷ đế sơn cùng với chiêu hà quang, khiến cho bản thân Tử Nguyệt không lộ ra mảy may. Làm xong những thứ này, hắn nhắm mắt lại, trong bóng tối này không nhúc nhích, trong đầu nhớ lại từng màn lúc trước ở bên trong cung điện Phượng Điều, tìm kiếm tiếng thở dài nhấc lên gợn sóng. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. 3 canh giờ sau, trên bầu trời ở bên ngoài đột nhiên lần thứ hai vang lên tiếng nổ. Tiếng nổ này thật lớn, khuếch tán ra xung quanh, cũng truyền vào bên trong hang huyết nhục của Hứa Thành và đội trưởng. Hai người bọn họ chấn động, thời khắc này tim đập nhanh trước nay chưa từng có. Không cần quan sát, trong lòng Hứa Thành dâng lên nhận thức, hắn hiểu được Hồng Nguyệt sắp thức tỉnh rồi. Thật sự chính xác là trên bầu trời quả nhiên là như thế. Lúc này hồng ý nồng đậm tới cực điểm, hồng quang chiếu xuống đại địa, đem tất cả kiến trúc cùng với huyết nhục nơi này đều hiện thành màu đỏ. Huyết sắc dần dần trở thành thứ duy nhất ở nơi đây. Thậm chí 27 cây gáy nhọn kia cũng đều run rẩy khi trái tim đang đập. Lần đầu tiên xuất hiện hỗn loạn, một cỗ thức tỉnh bốc lên trước mặt đất. Cùng lúc đó, trên màn trời, trong trận pháp bát giác, sau khi tất cả hắc bào nhân tế tự ngũ tạng cùng với mắt trái, thì lúc này đồng loạt giơ tay lên, móc mắt phải ra rồi giơ lên cao. Ở chính trung tâm là Trương Tư Vận, mắt phải trong khoảnh khắc khô héo, trở thành một lỗ thủng, rất nhiều tơ máu lan tràn ra vết nứt trên màn trời, càng ngày càng nhiều. Mà hai tay của Trương Tư Vận cũng chậm rãi nâng lên, cuối cùng che lại mặt mình. Biểu tình của gã không còn bất kỳ vẻ thống khổ nào, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Thiên địa biến sắc, một cỗ ý chí mênh mông kinh người khủng bố, trí cực trí cao, bỗng nhiên bộc phát ra từ trên người Trương Tư Vận. Tất cả thương khung đại địa ở dưới ý chí này đều là màu đỏ. Một vầng hồng nguyệt dâng lên trên bầu trời nơi tiền cấm. Ở chỗ Trương Tư Vận, mặt đất rung chuyển, một âm thanh ẩn chứa sự hoảng sợ như tiếng gào thét bị kích thích thức tỉnh, trong khoảnh khắc này truyền ra từ sâu ở bên trong lòng đất kinh thiên. Xích Mẫu! Đại địa quay cuồng, vô số cung điện sụp đổ, huyết nhục tràn ngập khắp tiền cấm cũng đều đang run rẩy, mà 27 cây gai nhọn kia lại càng tản mát ra quang mang mãnh liệt. Còn vị trí trái tim thì lúc này huyết nhục từ trong nhu động mở ra bên ngoài, một con mắt màu vàng lớn cả vạn trượng được hình thành, rồi bỗng nhiên mở ra. Kinh thiên động địa, bầu trời biến sắc, bát vương vặn vẹo, dị chất toàn diện bộc phát. Toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ, là một mảnh mông lung. Những thân ảnh đang tế tự bốn phía kia đồng loạt kêu lên, đồng thời tiêu tán. Trận pháp bát giác bị đôi mắt to lớn này nhìn cũng bị tàn rã thành tro bụi. Bên trong có 360 hắc bảo nhân, thân thể đồng loạt bị dị hóa bạo phát, trở thành mưa máu rơi xuống. Mà những nước mưa kia lại dị biến ở giữa không trung, trở thành từng con mắt nhỏ màu vàng vờn quanh bốn phía. Con mắt kia toàn bộ mở ra, gắt gào nhìn chằm chằm trên bầu trời, trên thân ảnh của một tồn tại duy nhất. Vì những con mắt này nhìn là một người trôi nổi ở giữa không trung trong tư thái quỳ lạy, hai tay che mắt giống như pho tượng, chính là Trương Tư Vận. Thân ảnh của gã rõ ràng, đại địa ở dưới ánh mắt thần linh không bị ảnh hưởng gì, dường như ánh mắt này đối với gã mà nói không đáng kể. Hồng Nguyệt ở sau lưng, huyết quang vẫn lấp lánh như trước, trở thành thứ rõ ràng duy nhất của cả tiên cấm này. Khóe miệng của gã nhếch lên, càng nhếch lên thì rõ ràng hẳn là âm trầm đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác, từ trên người lại lộ ra vẻ ưu nhã khó tả. Hai tay cũng từ trước mắt buông xuống, thân thể chậm rãi đứng lên. Một cỗ lực lượng khủng bố bao phủ trời đất, tóc dài từ màu đen lập tức hóa thành huyết sắc, không ngừng lan tràn ra phía sau, cuối cùng trở thành cả một bầu trời. Đỉnh đầu lại huyễn hóa ra một cái vương điểm dài đầy gai nhọn, rõ ràng có thể thấy được 3 tôn khuôn mặt dữ tợn bị phong ấn ở bên trong, đang kêu rên thống khổ. Mà khí tức của 3 gương mặt này phát ra cũng là thần linh, bọn họ bị chế tạo thành vương miện đội lên đầu Trương Tư Vận. Tất cả mạch máu ở trên mặt của Trương Tư Vận cũng chậm rãi lưu loát hội tụ tại mi tâm, ở nơi đó hình thành một ân ký hồng nguyệt. Trong hốc mắt tựa như ẩn chứa 2 mảnh huyết hải, tản mát ra hồng mang kinh người. Một thân đạo bào màu đen trở thành một kiện kim bào bao trùm toàn thân, áo bào này thật lớn, góc áo nhấc lên tỏa ra xung quanh, còn trải rộng ra cả khắp mặt đất. Từ xa nhìn lại, cảnh này vô cùng kinh người, lay động tâm thần vạn vật. Tóc là bầu trời, áo là mặt đất, đứng ở giữa thiên địa, dường như là giới chủ. Phối hợp với vẻ tuấn mỹ của Trương Tư Vận, làm gã vô cùng thần thánh, tràn ngập toàn thân, đủ để cho chúng sinh nhìn qua một cái thôi là huyết mạch sụp đổ, nghe một tiếng thôi là lâm vào khổ hải vô tận. Muốn sống chỉ có cúng bái. Thời khắc này thần uy ngập trời từ đôi mắt lớn mở ra, làm cho tất cả trở nên vặn vẹo và mông lung bên dưới, thì trong thoáng chốc đã bị thay thế. Dưới chân áp, đầu nguồn dị chất nơi này cũng nhanh chóng bị dị biến, trở thành hồng vụ, lạc ấn ở trên mặt cùng với y bào của gã, hình thành từng đạo hồng văn. Thú vị! Xích Mẫu ở trên bầu trời nhẹ giọng mở miệng nói, tất cả kế hoạch của nhân tộc, trong khoảnh khắc thần linh thức tỉnh đã cảm giác được toàn bộ. Đối với thần linh mà nói, không cần phải phân tích, không cần suy đoán, ngay khi nhìn thấy sẽ hiểu tất cả. Tất cả tin tức đều cất giữ ở bên trong thân thể, đều đặt ở bên trong thiên địa. Thần linh nhìn phàm tục không cách nào che giấu được nửa điểm, không thể nghi ngờ, không khác gì là trong suốt. Nhưng đối với dương mưu của hoàng đế, cũng đích thật là có hiệu quả của nó. Đối với Xích Mẫu mà nói, khi thức tỉnh nhìn thấy tiền cấm, sẽ tựa như một khối thịt tươi ngon đặt ở bên miệng thần linh, làm cho thần không nhịn được mà theo bản năng dâng lên muốn cắn nuốt. Cơ thể đặc thù, không sai. Trong miệng Xích Mẫu truyền ra âm thanh không phải là nhân tộc, nhưng vạn tộc đều có thể nghe hiểu, đó là thần âm. Âm thanh vang vọng, cấm địa nhất thời xuất hiện sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, vệt nứt ở trên bầu trời trực tiếp vỡ ra trên phạm vi lớn, lộ ra bùn đất đen kịt bên ngoài, mà bùn đất cũng nhanh chóng biến thành màu đỏ. Tựa như tiền cấm này không thể nào thừa nhận được thanh âm của người mặc kim bào, mặt đất kịch liệt run rẩy, con mắt ở trong hoàng cung chảy xuống huyết lệ kim sắc. 27 cái cây gai nhọn lấp lánh ba động đáng sợ, tiếng gầm gừ quanh quẩn bốn phương. Thượng thần Xích Mẫu, ngôi chủ chuyên ngục, Tư Thiên Chi Lê cùng Ngũ Tàn ở Hung Lê chi địa giấy lên thần hỏa, cũng là thượng thần. Xích Mẫu cúi đầu, hai mắt huyết sắc ngưng nhìn phía dưới, khóe miệng nứt ra, chảy ra nước miếng màu vàng nhỏ xuống như xoẹt qua thiên địa kim sắc lưu tinh, khi rơi xuống làm cho mặt đất đổ vàng rồi bị ăn mòn thành hố sâu. Tất cả mọi thứ ở bên trong đó, tất cả đều bị tan rã trong nước miếng. Trong đôi mắt khổng lồ truyền ra tiếng gầm thét, Xích Mẫu tựa như không quan tâm. Bấy giờ nước miếng chảy xuống, tay phải của thần giơ lên, nhẹ nhàng chộp về phía mặt đất. Dưới một chảo này, toàn bộ mặt đất của tiên cấm truyền tới tiếng chấn động kịch liệt trước nay chưa từng có. Lấy hoàng cung làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện làm khe rãnh khổng lồ, rộng chừng 100 dặm. Mỗi một cái có độ nứt khác nhau, ngắn nhất là 2 cái 300 dặm, dài nhất đạt tới 500 dặm. Trong đó xếp đặt thành hình quạt, dọc theo Tây Bắc, Chính Bắc, Nam Bắc, dường như là 5 ngón tay vậy. Hơn nữa sau khi 5 ngón tay này xuất hiện, mặt đất cũng bị lõm sâu xuống tới vạn trường, còn có từng khe rãnh tương đối nhỏ ở phía Tây Nam, Chính Nam cùng với Đông Nam bị xé ra. Từ trên bầu trời nhìn lại, đây rõ ràng là một bàn tay lớn tới gần 1000 dặm, dường như có một cự thủ vô hình từ trên trời giáng xuống, đánh vào bên trong cấm địa. Mà chỗ 5 ngón tay ấn xuống cũng chính là 27 cây gai nhọn lan tràn phía trên. Mặt đất rung chuyển, lúc lòng trời lở đất, theo tay phải Trương Tư Vận chậm rãi từ trong trạng thái mở ra biến thành siết lại, thì trường ấn thật lớn ở trên mặt đất, từ đầu ngón tay của 5 ngón tay cũng giống như thế, mặt đất lún càng sâu hơn. Nhiều bùn đất sụp đổ trở thành tro bụi, toàn bộ tiền cấm đều rung chuyển, thần linh gào thét, ngập trời quanh quẩn. 27 cây gai nhọn kia đồng thời tản mát ra kim quang chói mắt, trong khoảnh khắc trở thành 27 đạo kim quang phóng lên trời. Từ xa nhìn lại, mỗi một đạo kim quang đều ẩn chứa sắc bén có thể xuyên thấu thiên địa, giống như 27 thanh thần binh lao thẳng đến Xích Mẫu. Mí tâm hồng nguyệt của Xích Mẫu lấp lánh, sau lưng của Xích Mẫu lộ ra xích quang tỏa mạnh ra bên ngoài, hóa thành một mảnh huyết hải hiện lên trên màn trời kinh thiên động địa. 27 đạo kim quang cùng với huyết hải va chạm, trùng kích tạo thành 27 vòng xoáy huyết sắc khổng lồ. Vòng xoáy không ngừng chuyển động, không thể nào bị xuyên thấu, mà 27 đạo kim sắc kia bằng mắt thường có thể thấy được sắp bị đồng hóa, sắp bị huyết hải cắn nuốt. Thần linh ở trong đại địa ẩn chứa tâm tình hoảng sợ, theo nước miếng của Xích Mẫu càng nhiều, huyết quang tản ra vẻ tham lam và đói khát đáng sợ. Tay phải của Xích Mẫu nâng lên, dùng sức chộp một cái, mặt đất truyền tới tiếng răng rắc, làm khe rãnh to lớn lõm xuống, đụng phải bàn thể của thần linh ẩn nấp ở dưới lòng đất. Vào thời khắc này, màu vàng cùng với màu đỏ va chạm với nhau, mặt đất nhấc lên vô số huyết nhục cùng với phế tích cung điện, còn có mặt đất vỡ vụn. Hiển nhiên thần linh nọ đang điên cuồng giãy giụa. Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc theo khóe miệng của Xích Mẫu liên tục nhếch lên. tay phải hung hăng kéo lên trên. Nhất thời mặt đất ngàn dặm đã hoàn toàn sụp đổ. Bàn tay thật lớn không thể nhìn thấy này đã hoàn toàn bắt lấy thần linh của tiên cấm, kéo ra khỏi mặt đất. Hai nhánh mây huyết nhục khổng lồ giống như rắn từ bên trong bị kéo ra, thân thể lan tràn tới mấy vạn dặm. Giống như trong lúc kéo ra này, ngay cả mặt đất cũng bị sốc lên. Một tiếng nổ lớn vang dội, theo đó hình thành một cái rãnh lan tràn tới mấy vạn dặm. Thương khung tăm tối, lại có vô số tia chớp màu đỏ quét ngang bát phương, không ngừng nổ tung. Ở trong trung tâm có thể nhìn thấy thần linh tiên cấm bị kéo ra, tựa như rắn như rồng, nhưng thân thể không có lần phiếm, giống như một cái bị huyết nhục tím đỏ tạo thành đang vặn vẹo. Trên giải thịt thân thể thần linh khổng lồ có thể nhìn thấy từng cây gai nhọn, mỗi cây gai đều cách nhau ngàn dặm, tổng cộng có 27 cây, giống như một sợi dây nối liền với 27 cây kim. Đây chính là thần linh ngủ say của tiên cấm. Trong lúc vặn vẹo và gầm thét này, 27 cây gai nhanh chóng đâm về phía bàn tay to vô hình kia, nhưng không cách nào xuyên qua, chúng nó bao phủ, mơ hồ đem một bộ phận hình dáng vô hình kia phác họa ra. Cảnh tượng này đủ để lay động tâm thần của chúng sinh, cho dù trong nhận thức của tu sĩ nơi này cũng giống như thần thoại truyền thuyết, rất khó không dâng lên lòng kính sợ. Mà trên mặt đất, trong biến động lớn như vậy, có rất nhiều khu vực đều bị ảnh hưởng, nhưng tổn thất nhỏ nhất là khu đông. Hiển nhiên đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân tộc muốn lựa chọn khu đông Hàng Lâm. Thì ra tất cả hành động đều nằm ở trong kế hoạch này. Tâm thần của Hứa Thành và đội trưởng rất chấn động. Lúc trước ngay khi Hứa Mẫu động thủ, đội trưởng cũng đã mở bàn tay ra, lộ ra con mắt ở bên trong, bố trí ở bên ngoài là vô số tròng mắt có góc nhìn khác nhau, hội tụ ra cảnh tượng tương đối hoàn chỉnh. Trong hình ảnh, Hứa Thành cùng với đội trưởng đại khái thấy rõ tất cả vừa rồi. Chẳng qua dưới lực lượng thần linh, con mắt của đội trưởng không ngừng bị sụp đổ, cho nên hình ảnh không quá rõ ràng. Chỉ có con mắt ở khu đồng là có thể nhìn nhiều hơn một chút. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới hai người có nhiều cảm thụ và nhận thức hơn về sự khủng bố của Xích Mẫu. Đối với bọn họ mà nói, thần linh tiên cấm giống như thiên uy, không thể bị lay động, thậm chí tới gần sẽ bị diệt vong. Nhưng đối với Xích Mẫu mà nói, giơ tay lên là có thể tóm nó ra. Và lại nhìn thần linh tiên cấm dãy rủa, mạnh yếu giữa hai thần linh này đã rõ ràng phân biệt. Sự cường đại của thần linh vọng cổ đại lục vượt qua nhận thức quá nhiều, mà tồn tại có thể làm cho tu sĩ đều muốn xưng là thần, sợ là đối với phàm nhân mà nói, mỗi một kẻ đều là có thể tạo vật. Đội trưởng hít sâu một hơi, mặt lộ ra dị quang, lẩm bẩm nói: "Tiểu sư đệ, ta muốn ăn Hồng Nguyệt, ta..." Hứa Thành ở một bên kinh hồn bạt vía, thu liễm tất cả khí tức, không dám lộ ra chút nào. Nghe lời nói của đội trưởng, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đối phương đã nói qua rất nhiều những từ ngữ điên cuồng rồi. "Ừ, người cứ cố gắng lên. Tiểu sư đệ, người cũng ủng hộ ta sao? Ta chuẩn bị lên kế hoạch rồi. Kỳ thật trước kia ta cũng đã lên kế hoạch, nhưng thất bại." Trong mắt đội trưởng lóe sáng, liếm môi nói: Chương 525, đoạt thức ăn trong miệng hổ. Lúc này, ngoài trừ đội trưởng và Hứa Thành che giấu bất động ra, trong khu vực nhân tộc mở ra ở khu đông, tất cả tu sĩ đều bị vây ở trong nhịp tim. Phần lớn bọn họ đều đang khoanh chân ngồi đả tọa, đối với chuyện xảy ra ở phiến thiên địa này không thể xem xét, không thể cảm giác, chỉ có thể mượn lực lượng của mọi người cùng với phạm vi phiến trận pháp này đã được sớm xây dựng tốt để có thể bảo vệ bản thân. Thật sự là trong trận chiến thần linh, nếu vị cách của bản thân không đủ thì chỉ cần liếc mắt một cái thôi sẽ bị hình thân câu diệt. Cho dù là không nhìn trực tiếp mà là dùng phương pháp giống như đội trưởng thì cũng cần vị cách tăng cường hoặc là vật đặc thù. Nhưng hiển nhiên đại quân của nhân tộc ở khu vực này không có khả năng ai ai cũng đều có vật đặc thù, cho nên tu sĩ có thể nhìn thấy trận chiến kia cũng không nhiều lắm. Mà ở bên ngoài tiên cấm, ở trên màn trời miệng bình, bên ngoài chỗ sâu nhất của trận pháp hình ngục tì vỡ vụn, lúc này còn có một nhóm người, bọn họ đang chờ đợi. Bóng dáng của Thất hoàng tử rõ ràng ở bên trong. Quân phó cùng với thống soái các cung, còn có rất nhiều cường giả đại năng đến từ đại quân của Hoàng Đô, ai nấy thần sắc vô cùng ngưng trọng, thậm chí trên bầu trời bên ngoài, kim long tứ chảo kia cũng như vậy, hết sức chăm chú. Bọn họ đều nhìn về phía lỗ thủng ở trước mặt, nơi đó đã bị phong bế, đã bị một mảnh quang mạc thay thế. Trên đó đang chiếu ra xích mẫu và thần linh của tiên cấm. Điện hạ, tất cả vẫn còn trong kế hoạch. Xích mẫu thượng thần kia, đúng như thánh thượng cùng với quốc sử phán đoán, vừa thức tỉnh đã muốn thôn phệ thần linh tiên cấm. Thế nhưng không biết, bước thứ hai kế hoạch có thuận lợi hay không. Dù sao chỉ nuốt một thần linh tiên cấm, thì xích mẫu cũng sẽ hấp thu không lâu. Mà vạn nhất Hàng Lâm ở ngoại giới, sợ là toàn bộ Phong Hải quận sẽ... Bên cạnh thất hoàng tử có một người hắc bào đang đứng và thấp giọng mở miệng, thanh âm bén nhọn ẩn chứa sự âm lãnh. Lời vừa nói ra, tu sĩ ở bốn phía Phong Hải quận ai ai cũng cúi đầu, thần sắc có chút phức tạp. Thất hoàng tử nhìn chằm chằm vào màn sáng, thản nhiên mở miệng nói: "Trước khi ta đến, phụ hoàng từng hỏi ta có sợ chết ở nơi này hay không. Lúc ấy ta nói rằng ta nguyện vì đại nghiệp của nhân tộc mà chôn thân. Nếu xích mẫu lao ra, mặc dù ta vô lực ngăn cản, nhưng cũng sẽ không đào thoát, công táng cùng với Phong Hải là được. Không lượng tu có thể, thì cổ Việt Trương Ngạn ta cũng có thể. Khi đó phụ hoàng nhìn ta có nói một câu rằng, chẳng qua thần linh là tồn tại tầng thứ cao hơn chúng ta mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, cái gọi là toàn tri toàn năng cũng chỉ là đối với sinh mệnh cấp bậc yếu hơn bọn họ mà thôi. Cho nên thần linh cũng có thể bị tính kế, điều kiện tiên quyết chính là dương mưu. Xích mẫu nhất định sẽ không thỏa mãn." Thất hoàng tử nhẹ giọng nói. Lúc này, trong tiên cấm, thần linh giống như một sợi dây thô còn đang giãy giụa, thân thể vặn vẹo, 27 cây gai tựa như châm, đang mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, bộc phát ra kim quang chói mắt, ý đồ đâm về phía xích mẫu. 27 cây gai nhọn này, bất kỳ một cây nào rơi vào trong tộc quần của vọng cổ đều thuộc về chí bảo, nhưng bây giờ đối mặt với xích mẫu lại không thể nào hình thành hữu hiệu phản kháng. Cho dù đâm xuyên vào cũng khó có thể làm được gì. Theo thần linh tiên cấm gầm thét, từng tiếng ma sát làm cho thần hồn của người ta bị xé rách, quanh quần trong thiên địa. Từ xa nhìn lại, thần linh tiên cấm này phảng phất như một con rắn bị nắm trong tay. Con rắn 7 tấc này đang từng chút một bị kéo về phía Hồng Nguyệt. Mỗi một lần vặn vẹo của nó đều làm cho hư vô vỡ vụn, mỗi một lần nó gầm thét đều làm cho bát phương sụp đổ, phạm vi lan tràn tất cả bầu trời và cả mặt đất của tiền cấm, khiến cho chiến trường ở nơi này tựa như hóa thành phế tích rồi. Mà trên màn trời, xích mẫu Hàng Lâm thân thể của Trương Tư Vận, cái miệng to đã hoàn toàn mở ra, khóe miệng nhếch tới tận vành tai, cực kỳ khoa trương, đồng thời cũng lộ ra dữ tợn cùng với khủng bố vô tận. Vô số răng rắc đan xen, còn có vô số đầu lưỡi vươn ra từ miệng của xích mẫu. Trên đầu lưỡi này lại có khuôn mặt mơ hồ, tựa như mặt của một nữ tử, mặc dù là đang nhắm mắt, nhưng vẻ mặt thể hiện sự tham lam và đói khát. Có rất nhiều nước miếng chảy xuôi từ dưới lưỡi, chảy xuống đất, làm cho mặt đất bị lún sâu hơn. Cảnh tượng này quỷ dị vô cùng. Nhìn từ vĩ mô, đó là lực lượng vô thượng vượt xa cấp độ tu sĩ, không thể diễn tả được, chỉ có thể mơ hồ thấy được chỗ va chạm, làm cho kim quang và huyết quang lấp lánh. Như thể có hơn 1000, thậm chí mấy vạn đạo thần thuật đang hình thành. Mà sau mỗi một lần hình thành đều sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ, nhưng lại lập tức xuất hiện một lần nữa. Tựa như thần thuật đối với bọn họ mà nói không cần triển khai, sẽ ở bên ngoài thân thể hình thành tự nhiên, nhưng nhìn từ vi mô, tất cả điều này như thể hai sinh mệnh nguyên thủy, một kéo một sắp bị nuốt. Không có bất kỳ thần linh nào có cảm giác thánh khiết, nhưng hết lần này tới lần khác, thông qua các phương thức nhìn thấy, trong tâm thần của người ta vẫn sẽ không tự chủ được dâng lên sự thần thánh. Giống như từ ngữ thần thánh này, trong rất nhiều năm tháng trước đây, sau khi thần linh tàn diện Hàng Lâm đã bất chỉ bất giác, hàm nghĩa cũng đã bị thế nhân làm cho vặn vẹo. Đồng thời trong mắt của bất kỳ người nào quan sát cũng có thể cảm giác rõ ràng, thần quyền của thần linh đang ngủ say ở tiên cấm, nắm giữ lực lượng lãng quên, ở trước mặt xích mẫu tựa như không có tác dụng. Hai bên so sánh quả thật chênh lệch quá lớn, tựa như hài tử gặp người trưởng thành vậy. Không phải thần linh tiên cấm không mạnh, mà là vị cách của xích mẫu quá cao. Mắt thấy không ngừng tới gần, thần linh tiên cấm này sắp bị cắn nuốt. Nhưng đúng lúc này, thần linh tiên cấm gầm một tiếng mãnh liệt, lại tự mình lựa chọn thân thể sụp đổ. Lúc tiếng ầm ầm nổ vang thiên địa, thân hình của thần linh tiên cấm dài hơn 2 vạn dặm nổ tung, vô số huyết nhục hóa thành một trường hà lấp lánh kim quang, vắt ngang trước màn trời. Dùng phương pháp này, rốt cuộc đã rãy ra từ trong tay của xích mẫu. Sau đó, trường hà huyết nhục này nhanh chóng hội tụ trên bầu trời, vẫn chưa khôi phục thành trạng thái hình rắn trước đó, mà là hóa thành một hình thái khác. Mơ hồ có thể nhìn thấy đó là hình dáng của một con cá. Về phần 27 cây gai nhọn kia cũng bị bao phủ ở bên trong huyết nhục, tạo thành xương cá. Cùng lúc đó, mặt đất nhấc lên bá động, bao trùm toàn bộ tiền cấm, và mỗi một tòa cung điện huyết nhục tím đỏ, toàn bộ đều bị chấn động, hóa thành từng sợi dây huyết nhục, phóng nhanh lên không trung, dung nhập vào bên trong thân hình cá này. Từ xa nhìn lại, vô số huyết nhục tuyến từ trên mặt đất bốc lên, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở trong thân hình con cá kia, đan xen cùng với nó, cùng nhau nhanh chóng đắp đầy. Nơi Hứa Thành và đội trưởng cũng như vậy, theo huyết nhục tím đỏ bay lên trời, đã lộ ra thân ảnh của hai người bọn họ. Hứa Thành không nhúc nhích, toàn lực ẩn nấp, đội trưởng cũng như vậy. Mà bây giờ đối với Xích Mẫu mà nói, loài thức ăn trên người hình cá trước mặt này khí tức cực nặng, tựa như dưới ánh mặt trời không thấy sao, đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của phân thần Xích Mẫu. Nhất là sau khi hội tụ toàn bộ huyết nhục, bộ dáng của quái vật khổng lồ lơ lửng ở giữa không trung này cũng xuất hiện biến hóa thật lớn, hóa thành một con cá lớn màu tím đỏ. Không có vảy, nhưng trong miệng rộng mở ra, có vô số gai nhọn, dữ tợn vô cùng, càng tản mát ra thần uy kinh thiên. Nhất là hai cây dầu bay múa ở bên cạnh, tỏa ra kim quang ngập trời. Càng quỷ dị hơn là cái đuôi của nó cũng không phải là to rộng, mà là như khổng tước vểnh lên. Trên đó có vô số hàng gai nhọn xếp đặt lay động, mơ hồ hình thành một khuôn mặt hư ảo thật lớn. Gương mặt này nhìn không ra nam nữ, cũng không phải là khuôn mặt của nhân tộc. Nó có 4 mắt, không có mũi, ở phía dưới mắt chỉ có một cái miệng lớn đang ngậm. Đồng thời còn có một ít văn lạc phức tạp tràn ngập ở bên trong, khiến cho khuôn mặt vốn có phần mơ hồ thì lại càng thêm mông lung. Nhưng lại có lực lượng thần uy khuếch tán ra vô tận, vẻ thần thánh cũng tái hiện ở bên trong tâm thần của tất cả người xem. Mặt khác, tin tức vô hạn cũng tán ra ngoài thân thể của thần linh này, theo ánh mắt nhìn chăm chú mà tràn vào trong đầu của tất cả những người nhìn thấy, làm cho người ta không nhịn được mà phát cuồng, bất chỉ bất giác bắt đầu mất trí nhớ. Nếu nhìn lâu, toàn bộ trí nhớ sẽ biến mất, mà cuối cùng sẽ bị thay thế. Đây mới là bản thể của thần linh tiên cấm. Nhìn con cá này, nước miếng của Xích Mẫu càng chảy nhiều thêm, cất bước đi về phía trước, cả người ngoại tán rất nhiều hồng quang, vết nứt ở trên bầu trời càng thêm sâu. Theo tới gần, khuôn mặt trên đuôi cá của thần linh, nơi đó có ánh mắt bạo ra kim quang, mở cái miệng rộng, đột nhiên phun ra phía trước. Nhất thời hai cái bong bóng màu vàng từ trong miệng bay ra. Trong những bong bóng này ẩn chứa đại thế giới, còn có vô số sinh mệnh tồn tại ở bên trong. Rất có thể bọn họ cũng không biết thế giới của mình chỉ là một cái bong bóng nước ở trong miệng thần linh. Bấy giờ rất nhiều bong bóng bay ra, mỗi một cái đều bị nghiền nát, kích phát ra lực lượng vô tận, bao phủ lấy Xích Mẫu. Mượn cơ hội này, thân thể thần linh cá nhanh chóng trong suốt, hư vô ở bốn phía lõm xuống, như thể hình thành một cái hắc động, nó muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Xích Mẫu lộ vẻ tham lam, sao có thể để cho thịt đến bên miệng mà chạy thoát được. Vì thế nhoáng lên một cái, nhất thời tam hướng chấn động, tất cả đều hóa thành màu đỏ. Về phần những bong bóng nghiền nát kia lại bị lạc ấn ở bên trên y bào, trở thành đồ án. Nâng tay phải lên, vùng về hư vô phía trước, trong thoáng chốc biến thành biển máu, rồi bao phủ tất cả. Thần linh cá trong suốt cũng không thể không lộ ra một lần nữa, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, vừa muốn rút lui ra phía sau, nhưng thức ăn ở trước mặt Xích Mẫu thì cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Từng chùm ánh sáng màu máu từ bên trong hồng nguyệt ở giữa không trung tản ra, từ hư vô hóa thành huyết hải, từ trong khe nứt trên bầu trời tản ra, vô số đếm không hết lao về phía thần linh cá, không cho nó bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Những chùm sáng huyết sắc này giống như dải băng, nhanh chóng quấn quanh, trói buộc nó ở giữa không trung. Thần linh cá có tránh như thế nào, có giống như thế nào thì cũng đều vô ích. Từ một khắc khi Xích Mẫu xuất hiện, thật sự nó chỉ là một con cá thôi. Lúc này mang theo vẻ đói khát, Xích Mẫu bước ra một bước, tới trước mặt thần linh cá này. Trong mắt lộ ra vẻ sung sướng, miệng to không ngừng nứt ra, cuối cùng khoa trương tới trình độ khó có thể hình dung. Đầu lưỡi hướng ra ngoài giống như rắn, đến trước mặt thần linh cá đang dãy giụa run rẩy. Tiếp theo, khuôn mặt của nữ tử ở trên đầu lưỡi mở mắt ra, tỏa ra hồng quang vô tận. Còn có một đạo thần âm hóa thành vô tận tiếng nỉ non quanh quần thiên địa. Khai môn! Trong khoảnh khắc hai âm tiết này truyền ra, Thần linh cá phát ra tiếng kêu thê lương trước nay chưa từng có. Huyết nhục bị thiêu đốt, xương cốt bị thiêu đốt, kim giác hỏa diễm bị ép buộc bốc lên, ở giữa không trung tạo thành một cái giếng. Trong chớp mắt, cái giếng này từ hư ảo hóa thành chân thật. Bên trong túi đen, đó là lối vào thông đến vùng đất Hung Lê. Một con cá làm sao có thể làm cho Xích Mẫu vui vẻ hưng phấn như thế? Cho dù là đặc thù, đối với Xích Mẫu mà nói cũng chỉ là điểm tâm mà thôi. Bữa ăn chính thức là mượn sự liên hệ giữa thần linh cá này cùng với Tư Thiên Chi Lê và Ngũ Tàn Tư Ngục, mở cửa đi tới vùng đất Hung Lê. Xích Mẫu muốn hàng lâm bản thể ở vùng đất Hung Lê, ăn ở nơi đó, dấy lên thần hỏa thượng thần chuyên ngục. Cảnh tượng này chính là dương mưu của nhân hoàng, cũng là bước thứ hai trong kế hoạch từ trong miệng của thất hoàng tử lúc trước. Quyết định thời gian ngủ say chính là thức ăn. Hứa Thành và đội trưởng từ trong một mảnh mơ hồ vặn vẹo nhìn thấy tất cả, tâm thần nhấc lên gợn sóng thật lớn. Tất cả ánh mắt chú ý tới nơi này đều không tự chủ được hội tụ ở trên người Trương Tư Vận, ký sinh phân thân thần linh Xích Mẫu. Vào thời khắc này, thân thể của gã lấp lánh ánh sáng chưa từng có. Trên bầu trời của tiên cấm là vô số khe nứt hình thành phủ văn cũng đang lấp lánh. Toàn bộ bầu trời đã trở thành một màu đỏ thẫm, tự động chuyển động. Thương khung xoay tròn càng ngày càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy huyết sắc. Trong lúc tiếng ầm ầm vang vọng, ở trong vòng xoáy mơ hồ hiện lên một vầng trăng. Dường như vòng xoáy của màn trời kết nối với một thiên địa không biết nào đó, mà trong mảnh thiên địa kia treo trên cao chính là một vầng hồng nguyệt thật lớn. Đó là hồng nguyệt thật sự. Trên hồng nguyệt có vô số pho tượng đang quỳ che hai mắt. Lúc này hai tay của pho tượng đã chậm rãi buông xuống, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ tham lam. Đây là bản tôn của Xích Mẫu, hiển nhiên đã tiến vào Hung Lê. Nó thôn phệ một phân thân thượng thần là không đủ, cho nên Xích Mẫu tính toán tự mình hàng lâm tới nơi đó. Nó ở trên hồng nguyệt đứng lên, thiên địa thế giới ở nơi đó biến sắc, bát phương nổ vang, bắt đầu bị hủy diệt. Thân ảnh Xích Mẫu tiến lên, bước ra một bước. Một bước này đã vượt qua thời không, vượt qua không gian, vượt qua vòng xoáy. Từ thiên địa không biết kia xuất hiện trong chiếc giếng cổ dưới thần linh cá kim sắc hỏa diễm hình thành. Sau khi bản thể xuất hiện, phần thần thức tình ở trên người Trương Tư Vận bắt đầu mơ hồ, hơn phân nửa lực lượng bị rút đi. Quang hoàn ở trên đỉnh đầu cũng mông lung. Sau khi lấy lại hơn phân nửa lực lượng phân thân, bản thể của Xích Mẫu đi vào chỗ sâu nhất của giếng cổ, hàng lâm ở vùng đất Hung Lê. Giếng cổ nổ vang, thần linh cá phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bên trong giếng cổ bị ép hình thành cũng có tiếng gào thét phẫn nộ truyền ra. Cái gọi là vùng đất Hung Lê kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết cả, nhưng lại có huyết dịch màu vàng từ bên trong giếng cổ hư ảo này tràn ra, chảy ra ngoài, đồng thời còn có tiếng nhai nuốt cùng với tiếng gầm thét cách không gian xa xôi mơ hồ truyền ra, vang vọng ở tiền cấm, ở Phong Hải Quận, quanh quần cả toàn bộ Thánh Lan Đại Vực, quanh quần ở Hắc Thiên Đại Vực, cũng quanh quần ở Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc, càng là quanh quần ở trong đại vực của nhiều tộc. Thời khắc này, vọng cổ đại lục chấn động không thôi. Cùng lúc đó, ở ngay Hoàng Châu, dưới thái sơ lý u trụ có một cột máu tươi màu vàng bốc lên, đáy của cấm hải cũng tương tự như vậy. Còn có ở các châu khác, các quận khác, các vùng miền khác, phân tán trên vọng cổ đại lục, số lượng quỷ động vượt qua 8.000. Ở bên trong khoảnh khắc này đều chảy ra thần huyết kinh thiên, vạn tộc hoảng sợ, chúng sinh run rẩy. Chẳng những như thế, tất cả cấm khu cấm địa đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng động nào được truyền ra, đồng loạt trầm mặc. Từng ý niệm khủng bố của thần linh ở rất nhiều khu vực ở trong vọng cổ đại lục bộc lên một cách mờ mịt, toàn bộ đều được chú ý. Ngay cả thần linh tàn diện ở trên thương khung tựa như cũng hơi quay đầu một cái nhưng không mở mắt. Bọn họ chú ý không phải là Phong Hải Quận, mà là tồn tại dường như ở dưới lòng đất của Hung Lê, nhưng hiển nhiên không thể tìm ra được đơn giản như vậy. Về phần tiền cấm ở Phong Hải Quận dẫn tới tất cả nguyên nhân này lại không có bao nhiêu để ý. Cho dù là nơi này cũng đang diễn ra một màn thần linh thôn vệ, nhưng dù sao so với bản tôn của thượng thần sẽ không đủ để hấp dẫn người khác. Lúc này, trong vùng đất của tiền cấm, sau khi bản tôn của Xích Mẫu đi tới Hung Lê, phần thần lấy thân thể của Trương Tư Vận làm trung gian, trong trạng thái hư ảo quay đầu lại, trong nước miếng chảy xuôi, hướng về phía thần linh cá kia mạnh mẽ nuốt một cái. Cái miệng to lớn thay thế cả thân thể, hàm trên nâng lên trời, hàm dưới chống xuống đất. Một ngụm đã nuốt một nửa thần linh cá này, không ngừng phân giải, tiêu hóa ở trong miệng, cũng nuốt vào bên trong từng chút một. Và lại sau khi cắn, lại bắt đầu trở về vòng xoáy màu đỏ ở trên thương khung, giống như muốn kéo thần linh cá này vào bên trong vòng xoáy. Tất cả sẽ kết thúc. Không có ai dám quấy rầy Hồng Nguyệt ăn, cho dù nơi này chỉ là phân thân. Đã có hơn phân nửa lực lượng đều bị bản thể của nó đi tới Hung Lê lấy đi, nhưng vẫn không ai dám quấy nhiễu một chút nào. Phần lớn quân đoàn của nhân tộc ở bên trong tiền cấm đều hôn mê trong một loạt ba động này, toàn thân tràn ngập dị chất, cũng có tử vong không ít. Bọn họ tự nhiên là không dám, cho dù là đám người thất hoàng tử ở lối vào tiền cấm cũng đều trầm mặc. Nhưng đúng lúc này lại có dị biến nổi lên. Trong khoảnh khắc khi phân thân của Xích Mẫu cắn từng ngụm lớn nửa thân thể của thần linh cá, hàm răng thật sâu chìm vào trong huyết nhục, không ngừng trở về vòng xoáy, thì màn trời huyết sắc ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Trên màn trời màu máu, vết nứt này đặc biệt nổi bật, bởi vì màu sắc của nó khác biệt thật lớn cùng với màu huyết sắc của màn trời. Bên trong bộc phát ra ánh sáng màu trắng, hào quang này trắng như tuyết, trong lúc lấp lánh chói mắt, bên trong vươn ra một bàn tay. Một bàn tay to chừng ngàn trượng, cũng trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc biến thành, lộ ra vẻ thần thánh giống như thần linh. Sau khi xuất hiện, tứ phương nhất thời vặn vẹo, một mảnh mơ hồ và dị chất thuộc về bạch ngọc thủ khuếch tán tứ phương. Nó chộp một cái về phía con cá bị phân thân của Xích Mẫu cắn chặt. Từ phía xa, Hứa Thành thông qua hình ảnh mơ hồ trong lòng bàn tay của đội trưởng đã nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng nổi lên gợn sóng vạn trượng. Bởi vì bạch ngọc đại thủ đó hắn đã gặp qua. Lúc trước hắn cùng với phụ thân của Thánh Quân Tử là Sở Thiên Quần giao chiến ở tiểu thế giới của Yên Biểu Tộc. Cuối cùng đối phương bày ra thần thuật kinh người, chính là bạch ngọc thủ này. Hứa Thành nhớ rất rõ ràng, lúc ấy bạch ngọc thủ từ bên trong cơ thể của Sở Thiên Quần vươn ra, chỉ tới mình. Nếu không có linh nhi thủ hộ thì mình đã sớm bị diệt vong rồi. Mặc dù lúc trước bàn tay không lớn như bây giờ, nhưng cảm giác của hai bàn tay cho hắn giống nhau như đúc. Tâm thần của hắn nổi lên gợn sóng kịch liệt quay cuồng, trong đầu bốc lên hai chữ trúc chiếu. Sau khi tâm thần của Hứa Thành chấn động, thì bạch ngọc đại thủ đoạt thức ăn trong miệng cọp, trực tiếp xâm nhập vào bên trong cơ thể thần linh cá, nắm lấy xương cá ở bên trong, hung hăng kéo ra ngoài. Ầm một tiếng, ba cây xương cá sắc bén trong 27 cây của thần linh cá bị bạch ngọc đại thủ kia lôi ra, mà hành vi của nó vậy mà không khiến cho Xích Mẫu phần thần phản ứng quá khích. Tựa như sau khi có bữa chính tiệc thì điểm tâm ở nơi này đối với nó đã không còn quan trọng nữa. Mặt khác, điểm mấu chốt nhất là thời cơ bạch ngọc đại thủ kia lựa chọn. Thời cơ này chính là bản tôn của Xích Mẫu không thể nào phân tâm, toàn lực đang cắn nuốt ở vùng đất Hung Lê, mà lực lượng phần thần thì lại bị rút đi rất nhiều, đang ở trong thời điểm suy yếu nhất. Ngoài ra có một khả năng khác, đó là đối với hành vi này thì Xích Mẫu chỉ là mặc định, cụ thể như thế nào thì không ai biết. Tóm lại, mặc kệ trong khoảng thời gian này tồn tại nhân quả gì, lúc này bạch ngọc đại thủ đã kéo ra hơn phân nửa ba cây gai. Cảnh tượng này làm cho tất cả những người nhìn thấy đều phải kinh hãi. Tất cả mọi người ở bên ngoài lối vào tiền cấm đều là như thế, cả đám thần sắc biến hóa, duy chỉ có mí mắt của thất hoàng tử là kẽ thủ liễm. Nhưng vào lúc này, khi bạch ngọc thủ muốn kéo ba cây gai ra, thì màn trời lại nổi lên dị biến. Lại có một người nữa ở bên cạnh thần linh cá bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Trong lúc nổ vang quanh quẩn, bên trong khe nứt thứ hai xuất hiện cũng có quang mang trắng như tuyết bộc phát ra. Một bạch ngọc tiểu thủ giống hệt như bạch ngọc đại thủ lúc trước, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có trăm trượng, nhanh chóng vươn ra từ bên trong. Thời gian được lựa chọn lại chính xác hơn, cấp độ xuất hiện đặc biệt xảo trá, chính là ở dưới thân thể của thần linh cá. Nơi đó có một vết thương không lành. Bạch ngọc tiểu thủ này theo vết thương kia dùng tốc độ nhanh nhất thọc vào, sau khi bắt lấy một cây gai xương cá ở bên trong thì mạnh mẽ kéo ra ngoài. Ầm một tiếng, xương cá kia bị nó kéo ra một nửa. Hiển nhiên so với những thứ khác thì bạch ngọc tiểu thủ này tương đối nhỏ yếu, cho nên bây giờ cánh tay hiện lên rất nhiều khe nứt, tựa như sắp sụp đổ, nhưng mơ hồ có một vẻ điên cuồng bộc phát ở bên trong, không tiếc trả giá, không tiếc tất cả, dường như cho dù phải chết cũng nhất định phải có cái xương cá này. Trong khoảnh khắc đó, bạch ngọc tiểu thủ đã kéo xương cá ra, nhanh chóng trở về hướng khe nứt. Trong quá trình đó, bạch ngọc tiểu thủ này rốt cuộc đã không chống đỡ nổi được nữa, sụp đổ trên phạm vi lớn. nhưng sự điên cuồng ở bên trong nó cũng vậy, bộc phát ra mãnh liệt. Dựa vào cánh tay còn sót lại, trước khi toàn bộ sụp đổ, đã đưa xương cá vào bên trong khe nứt, đoạt thức ăn trong miệng hổ. Đến nhanh, biến mất cũng nhanh, vô luận thời cơ lấy hay là góc độ đều cực kỳ hoàn mỹ. Mà lúc này cũng chính là lúc Bạch Ngọc Thủ kéo ba xương cá kia ra. Phát hiện một màn này thì hơi dừng lại. Trên cửa vào tiền cấm, thân sắc của mọi người đại biến. Trong mắt của thất hoàng tử lần đầu tiên lộ ra một tia kinh nghi thoáng qua. Hứa Thành và đội trưởng cũng hít sâu một hơi. Bạch Ngọc tiểu thủ xuất hiện cùng với tiết tấu cướp đoạt làm cho bọn họ có một loại cảm giác quen thuộc. Điều này rất phù hợp với phong cách của đệ thất phòng. Ở trong ẩn nấp, yên lặng chờ đợi cơ hội. Một khi đợi được cơ hội thì bộc phát cực hạn điên cuồng, ra một kích cướp đoạt, chạy trốn ngàn dặm. Vì thế theo bản năng hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi ngờ trong mắt nhau, cùng với vẻ hưng phấn không thể kiềm chế được. Mà trên bầu trời, Bạch Ngọc đại thủ không tiếp tục do dự nữa, cầm lấy ba cái gai nhọn nhanh chóng rút về. Khi biến mất ở khe nứt, thì Xích Mẫu phần thân cắn một nửa thần linh cá, cũng kéo thần linh cá này vào bên trong vòng xoáy huyết sắc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của con cá biến mất ở bên trong vòng xoáy. Mà vòng xoáy này cũng nhanh chóng ảm đạm, từ chỗ đỏ thẫm biến thành màu đỏ nhạt, cho đến khi hoàn toàn tản đi, toàn bộ màn trời lại khôi phục như thường. Nhưng không có lực lượng thần linh chống đỡ, khe nứt ở trên bầu trời tràn ngập vô số, lúc này bắt đầu sụp đổ, từng mảnh rơi xuống trên mặt đất. Tự như tiền cấm muốn sụp đổ rồi, mặt đất cũng là như thế, mất đi huyết quang, sau khi bao phủ lộ ra một đống hỗn độn vô tận như vết lở loét. Rất nhiều khu vực hóa thành hố sâu, mặt đất biến thành một phế tích. Chỉ có dị chất nồng đậm không ngừng lan tràn ở chỗ này, khiến cho tất cả đều mờ mịt. Nhưng mà cảm giác tim đập nhanh theo Xích Mẫu rời đi thì ở trong lòng Hứa Thành cùng với đội trưởng cũng tiêu tán. Sau khi hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm, đội trưởng bỗng nhiên mở miệng nói: "Tiểu sư đệ, mau hấp thu, thời gian chúng ta có hạn, đoán chừng rất nhanh người của thất hoàng tử sẽ hàng lâm, hoặc là sụp đổ nơi này sẽ bị giảm bớt, nhưng xác suất lớn nơi này sẽ bị phong tỏa, mọi người ở đây đều phải theo mệnh lệnh rời đi, hoặc là nơi này vô lực hồi thiên, thế giới sụp đổ kéo dài, bị bao phủ dưới lòng đất." Hứa Thành không nói hai lời, hắn cũng phán đoán như vậy, vì thế lập tức mở rộng thân thể, bắt đầu hấp thu dị chất vô ý lưu lại ở nơi này. Chương 526: Chủ nhân mới của tiền cấm. Đối với dị chất của tiền cấm, Hứa Thành khát vọng đã lâu. Lúc trước, hắn ở bên cạnh sư tôn thử hấp thu, trong khoảnh khắc dị chất hội tụ, làm cho Hứa Thành hưởng lợi không nhỏ. Từ đó về sau, vẫn áp chế theo bản năng, cực lực khắc chế, giống như người đói khát đối mặt với mỹ thực, rõ ràng nội tâm vô cùng khát vọng, nhưng không thể không cố nén xúc động mà nhẫn nhịn lại. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi mình mở rộng để hấp thu, như vậy đầu tiên sẽ khiến cho dị thú ở nơi này chú ý, tiếp theo còn có thể dẫn phát quân đoàn nhân tộc chú ý. Mặt khác, trước khi thần linh tiên cấm không tử vong, hấp thụ quá nhiều dị chất ở nơi này chung quy sẽ khiến cho thân thể của hắn bị ảnh hưởng. Khi nguy cơ Hồng Nguyệt tồn tại, tất cả điều này sẽ trở thành biến số, rất nhiều điều không thể kiểm soát được. Mặc dù có tử tinh thể, ở một mức độ nhất định, Hứa Thành có thủ đoạn để bảo vệ bản thân, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Ở thời điểm không phải là nguy cơ sinh tử quá độ mà ỷ vào tử tinh thể thì đây không phải là một thói quen tốt. Nhưng bây giờ tất cả những trở ngại đã không còn. Khi thần linh tiền cấm giao chiến với Xích Mẫu, vì hình thành bản thể cho nên thu đi tất cả huyết nhục tím đỏ, cũng bao gồm cả dị thú và huyết nhục sinh ra. Đồng thời hiện giờ tiền cấm đang ở trong lúc sắp sụp đổ, quân đoàn nhân tộc cũng không dành để chú ý tất cả khu vực. Đây là một cơ hội chưa từng có. Vì thế Hứa Thành không có bất kỳ do dự nào, lập tức hấp thu. Trong khoảnh khắc, dị chất lưu lại ở nơi đây từ tám phương như thủy triều hiện ra, theo lỗ chân lông toàn thân của hắn tiến vào. Thân thể của hắn giãn ra, mỗi một tấc huyết nhục trong cơ thể đều hiện ra sự khát vọng, toàn lực hấp thu. Trong khoảnh khắc, bởi vì dị chất bị hút tới nên bên ngoài thân thể của Hứa Thành hình thành một vòng xoáy. Hứa Thành khoanh chân ngồi đả tọa ở bên trong, bên tai truyền tới thanh âm của đội trưởng: "Tiểu sư đệ, ta thông qua khe nứt ở trên màn trời, phát hiện bên ngoài có đại quân của nhân tộc đang chữa trị. Dựa theo tốc độ của bọn họ thì nhiều nhất là một nén nhàng nữa sẽ hoàn thành. Trong thời gian này ta sẽ hộ pháp cho ngươi, che lấp ba động, ngươi nhanh lên." Hứa Thành không cách nào nói ra lời đáp lại. Hiện tại những sợi tơ màu vàng trong cơ thể của hắn đang trong giai đoạn giãn nở, không ngừng lan tràn ở bên trong huyết nhục, tựa như vùng đất khô hạn lâu dài đang điên cuồng hấp thu tất cả chất dinh dưỡng. Cho nên chỉ có thể khẽ gật đầu, ý bảo đã biết. Mà trên thực tế, dị chất ở nơi này và lúc trước cũng có một phần khác biệt. Ngoại trừ thần linh tiên cấm lưu lại ra, còn có khí tức hỗn hợp của Xích Mẫu. Lúc trước bản tôn Xích Mẫu đi ngang qua, khiến cho dị chất tiền cấm bị phong bế tương đối này càng thêm nồng đậm. Đối với người bên ngoài mà nói, đây là kịch độc, cần lập tức nuốt đan dược hoặc là dùng các loại phương pháp hóa giải, nếu chậm sẽ bị dị biến. Nhưng đối với Hứa Thành mà nói, với các loại dị chất thần linh khác thì hắn nuốt phải thật cẩn thận, nhưng dị chất của Xích Mẫu thì hắn sẽ không cần, bởi vì hắn có được thần nguyên Tử Nguyệt. Từ trình độ nào đó, kỳ thật hắn mới là thân thể Hàng Lâm thích hợp nhất cho Hồng Nguyệt. Cho nên lúc này, dưới sự hấp thu, tất cả dị chất của thần linh tiên cấm hay là dị chất của Hồng Nguyệt đều bị Hứa Thành hút vào bên trong cơ thể. Ngay sau đó, từng luồng thần nguyên màu vàng sinh ra trong cơ thể Hứa Thành. Cấm Độc Đan, Tử Nguyệt Thiên Cung, còn có Quỷ Đế Sơn, ba thứ này cần thần nguyên để tầm bổ, đang lần lượt chấn động. Vẻ khát vọng mãnh liệt tức cực điểm lộ ra, mỗi thứ hóa thành hắc động đang nhanh chóng hấp thu. Điều này khiến cho trong cơ thể Hứa Thành tự thành tuần hoàn. Dị chất dung nhập là bước đầu tiên, sợi tơ vàng sinh ra thần nguyên là bước thứ hai. Mỗi một luồng thần nguyên vừa mới xuất hiện đã bị chia ra, đây là bước thứ ba. Mỗi liên kết trong chu kỳ này đều sẽ quyết định tốc độ hấp thu dị chất. Lúc này, Cấm Độc, Tử Nguyệt cùng với Quỷ Đế Sơn phảng phất như ba hỏa lô khổng lồ trong chuyển động cực hạn đang điên cuồng thiêu đốt, hình thành lực hút truyền tới sợi tơ màu vàng, tiến tới truyền đến ngoại giới. Nhất thời dị chất ở bốn phía Hứa Thành tốc độ hội tụ đến nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy ở bên ngoài thân thể của hắn tăng vọt tới 100 trượng, hơn nữa còn đang tiếp tục cho đến 500 trượng, 800 trượng, cuối cùng trong khu vực 1000 trượng tất cả đều hóa thành vòng xoáy, khí thế kinh người. Từng đợt vô tật dị chất liên tục tràn vào, hình thành khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Thời khắc này, sau khi không có thần linh tiền cấm, Hứa Thành giống như trở thành chủ nhân mới của tiền cấm. Đội trưởng ở một bên hiệp trợ che giấu, ánh mắt thẳng tắp, hít sâu một hơi. Lớn như vậy... Gã cắn răng, hai tay giơ lên nhấn mạnh trên trán, nhất thời toàn thân bốc lên lam quang, khí tức băng hàn khuếch tán ra bốn phương, bao phủ trên vòng xoáy Hứa Thành tản ra, tăng cường cho hắn. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ tăng cường hiệu quả ẩn nấp như vậy cũng không tốt lắm. Biến hóa ở nơi này đã giống như ngọn đuốc ở trong đêm tối, rất dễ thấy rồi. Nhưng nếu ngọn đuốc được đặt ở trong bền lửa thì nó sẽ không dễ thấy như vậy. Bấy giờ tiên cấm đang hỗn loạn, nên đây chính là bền lửa. Đích thật đúng là như lời của đội trưởng nói, chỉ cần không phải hắn hấp thu thời gian dài thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ an toàn. Nhưng Hứa Thành biết thời gian cấp bách, vì thế toàn tâm toàn ý đắm chìm vào bên trong đó. Theo hắn hấp thu, càng nhiều thần nguyên sinh ra ở bên trong cơ thể của hắn. Sợi kim tơ giãn ra, so với trước to thêm một vòng, tiếp cận hơn 1 trượng. Toàn thân trên dưới kim quang chảy xuôi, còn có vô số phù văn phức tạp ở trên da lóe lên, tràn đầy vẻ thần thánh, dường như không còn là phàm nhân nữa mà tràn ngập khí tức thần linh. Ôi giời, so với Ninh Viêm còn thơm hơn vậy. Đội trưởng càng ngửi càng có nhiều nước miếng chảy ra, mắt sáng lên, thật muốn cắn một miếng thôi. Đội trưởng nuốt nước bọt, có thể thấy nước bọt đã chảy ra nhiều lắm rồi. Cùng lúc đó, khi nội tâm của đội trưởng còn đang xoắn xuýt, thì Cấm Độc Đan ở bên trong cơ thể Hứa Thành đã hấp thu đầy đủ thần nguyên, là cái thứ nhất xuất hiện biến hóa. Kim đan màu đen ở bên trong thiên cung vang lên âm thanh kèn két, xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt càng ngày càng nhiều, tỏa ra một cỗ ba động phục sinh, liên tiếp tỏa ra ở bên trong. Bên cạnh là Tử Nguyệt Thiên Cung và Quỷ Đế Sơn, mặc dù chậm một chút nhưng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa tương tự. Trong thời gian nửa nén hương sau, thời điểm Hứa Thành hấp thu tức cực hạn, vết nứt của Cấm Độc Đan đã lan tràn suốt toàn bộ phạm vi của kim đan, cuối cùng rắc một tiếng trực tiếp bị phá vỏ. Một tiểu nhân màu đen lao ra từ bên trong, bộ dáng giống với Hứa Thành như đúc, chính là đạo hành do Cấm Độc Đan hình thành. Sau khi bay ra, tiểu nhân màu đen này mở miệng nuốt vào vỏ của kim đan cấm độc, sau đó thôn phệ toàn bộ. Thân thể nhoáng lên một cái, cả người tản ra lực lượng cấm độc đáng sợ. Từ trình độ khủng bố mà phán đoán thì rõ ràng đã cao hơn 1 cấp độ so với lúc trước. Còn có hắc quang rực rỡ tức cực điểm bộc phát ra, phản chiếu thức hải khuếch tán ra toàn thân Hứa Thành. Đội trưởng vẫn đang chú ý tới Hứa Thành, bỗng nhiên gã có cảm giác sắc mặt biến đổi. Mùi vị thay đổi rồi, mặc dù ngon hơn, nhưng cảm giác ăn xong thì kiếp này coi như bỏ. Cái này, đây là cái gì? Đội trưởng bờ tỏ hai mắt, lúc nội tâm chấn động, thì khí tức trên người Hứa Thành một lần nữa bộc phát. Nguồn gốc của bộc phát chính là Tử Nguyệt Thiên Cung. Tử Nguyệt là lúc trước dưới tác dụng của lực lượng cấm độc, cùng với từ tinh thể trong cơ thể Hứa Thành cướp đoạt một tia thần nguyên của Hồng Nguyệt đặt ở thức hải mà tạo thành. Bởi vì thành vật của Hứa Thành cho nên bị nhuộm thành màu tím. Từ xưa tới nay, loại chuyện này xuất hiện cực ít. Bình thường mà nói đều là cao tầng hoặc là thần linh đồng cấp mới có thể cướp đoạt nhau. Cho nên lúc Hồng Nguyệt phát hiện ra mình có một tia thần nguyên bị biến mất, sau đó thức tỉnh, trước tiên là cảnh giác, bởi vì nó cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Một tia thần nguyên kia lại trống rỗng biến mất như vậy. Vì thế lúc ấy, phản ứng đầu tiên là có thần linh khác nảy sinh ác niệm đối với nó. Bấy giờ, trong Tử Nguyệt Thiên Cung, thần nguyên vốn thuộc về Hồng Nguyệt đang lột xác nhanh chóng. Tử Nguyệt mơ hồ hình thành một đạo thân ảnh đang cất bước đi ra từ bên trong. Một thân trường bào màu tím, một đầu tóc tím, thoạt nhìn cũng có vài phần giống với Hồng Nguyệt, nhưng bộ dáng lại là Hứa Thành. Đó là Tử Nguyệt đạo anh của Hứa Thành. Ngay khi xuất hiện, tiểu nhân màu tím nhếch lên khóe miệng, tay phải ưu nhã nâng lên, vùng về phía Tử Nguyệt sau lưng, hóa nó thành một ấn ký đặt ở trên mi tâm, rồi đến cuối thiên cung, ngồi ở đó, cách thức hải ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành đảo thần thức qua, cái loại cảm giác chính bản thân mình nhìn này, hắn đều có cảm thụ trên mỗi một đạo anh, mà cảm thụ nhất thể với nhau, làm cho Hứa Thành hiểu được từ thời khắc này trở đi, bổn nguyên Hồng Nguyệt này xem như là tân sinh. Nếu như sinh trường có thể kéo dài, nếu như tất cả đều thường xuyên phát triển, như vậy theo năm tháng trôi qua, khi Tử Nguyệt đạo anh này trưởng thành tới đỉnh phong, có lẽ hắn có thể nhập chủ Hồng Nguyệt, thay thế thành thượng thần Tử Nguyệt. Thậm chí tới lúc đó, hắn có thể thay đổi nhận thức của chúng sinh, làm cho vạn vật và vạn tộc đều quên đi Hồng Nguyệt đã từng tồn tại, sẽ công nhận Tử Nguyệt mới là tồn tại từ xưa tới nay. Sư tôn nói rất đúng, thần linh chỉ là tồn tại tầng thứ cao hơn chúng ta mà thôi, vì vậy nó không phải là không thể bị thay thế. Hứa Thành lẩm bẩm, tiếp tục hấp thu. Sau khi cấm độc đàn cùng với Tử Nguyệt Thiên Cung đều hình thành đạo anh, thì đạo anh trong cơ thể của hắn đã đạt tới 7, trong đó có 4 tới từ 4 ngọn mệnh đăng, có một là công pháp hoàng cấp Kim Bồ Luyện Vạn Linh biến thành, hơn nữa là có cấm độc đàn cùng với Tử Nguyệt. Lực lượng của 7 đạo anh từ toàn thân Hứa Thành dâng lên bạo liệt, chiến lực cũng đề cao rất nhiều, so sánh với trước khi tiến vào tiền cấm thì giống như trời với vực. Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc. Rất nhanh, theo Quỷ Đế Sơn hấp thu thần nguyên, trong thời gian một nén nhang sau, Quỷ Đế Thiên Cung nổ vang, bên trong thân thể Quỷ Đế kịch liệt lay động, nguyên bản thân thể vỡ vụn toàn bộ. Ở bên trong sự sụp đổ này, một đạo anh đi ra, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, trong tử vong tân sinh, đạo anh thứ 8 hình thành. Lực lượng của 8 anh ầm ầm bộc phát, thân thể của Hứa Thành chấn động, khí tức kinh thiên dâng lên, mắt hắn mở ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy là thiên địa tiên cấm sụp đổ trên phạm vi lớn. Thứ hai nhìn thấy là đội trưởng ở trước mặt đang vô cùng xoắn xuýt, vẻ mặt tiếc nuối. Đại sư huynh, sao thế? Thấy biểu tình của đội trưởng, Hứa Thành sửng sốt. Tiểu Á Thành, người rất thơm, nhưng độc tính mạnh quá, không ngon. Đội trưởng thở dài. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, trực tiếp không thèm nhìn nữa, đứng lên, bình tĩnh mở miệng nói. Đại sư huynh đừng ầm ĩ nữa, chúng ta lên đi thôi. Hết chương 526. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc bởi Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.